Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 9 giờ 30 phút thứ 6 ngày 26 tháng 7 của Đài Phát thanh truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, Ban tổ chức lễ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối ngày 25 tháng 7, có 1.565 đoàn với khoảng 55.600 lượt người đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cụ thể, theo Ban tổ chức lễ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ 7 giờ đến 19 giờ 30 phút ngày 25 tháng 7, có 1.565 đoàn với khoảng 55.600 lượt người là đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban bộ ngành, đoàn thể địa phương, đơn vị, các lực lượng vũ trang, nhân dân, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế, đồng bào đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Hội trường Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh và quê nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Gần 60 năm công tác, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương Sao vàng, huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và gia quyến. Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2024 và từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2024. Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13 giờ ngày 26 tháng 7 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội. Đài Phát thanh truyền hình Lào Cai sẽ tiếp sóng trực tiếp lễ truy điệu và lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 12 giờ 50 phút hôm nay 26 tháng 7. Thưa quý vị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nhấn mạnh, đội ngũ doanh nhân của chúng ta mang bản sắc riêng, bản sắc Việt Nam. Sự ra đời của nghị quyết số 09 ngày 9 tháng 12 năm 2011, tiếp đến là nghị quyết 41 do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành ngày 10 tháng 10 năm 2023 đã tiếp sức góp phần phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh. Sau khi tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 09, ngày 10 tháng 10 năm 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị đã ký ban hành nghị quyết 41 về xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới. Thêm một lần nữa, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam lớn mạnh. Nghị quyết đưa ra những một nội dung rất mới và rất quan trọng, đó là doanh nhân Việt Nam không những chỉ có vai trò quan trọng như các văn kiện trước đây, mà là một trong những lực lượng nòng cốt để đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. Rõ ràng vai trò bây giờ đã được đặt lên rất cao rồi. Với sự lãnh đạo quyết đoán và các chính sách đổi mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Những quyết sách kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân vào thời điểm khó khăn, giúp nền kinh tế phục hồi và phát triển trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động và thách thức. Nghị quyết 41 do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành thì đây là một cái bước khẳng định về chất lượng đối với đội ngũ doanh nhân và doanh nghiệp Việt Nam. Điểm nhấn quan trọng là trong nghị quyết 41 là ưu tiên phát triển doanh nghiệp Việt Nam, không phân biệt là sở hữu, đấy là doanh nghiệp nhà nước sở hữu hay là doanh nghiệp có các thành phần kinh tế khác. Dưới sự chỉ đạo vô cùng tận tình, quyết liệt, sáng suốt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng ta thấy là nền kinh tế của chúng ta đã có nhiều cái nét đổi mới vô cùng quan trọng. Đổi mới ở đây chúng ta thấy là đội ngũ doanh nhân hiện nay là phát triển các doanh nghiệp hết sức là bền vững. Với sự quan tâm đặc biệt của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp nước ta đã có sự lớn mạnh vượt bậc, ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Đó là một trong những cơ sở để Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin thời sự trong tỉnh. Tỉnh ủy Lào Cai vừa có văn bản chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, thực hiện nghiêm luật phòng chống tác hại của rượu bia. Trong đó yêu cầu cán bộ đảng viên, công chức viên chức tự giác nêu gương, không uống rượu bia ngay trước trong giờ làm việc, trong giờ nghỉ giữa các buổi của ngày làm việc, ngày trực, thực hiện tốt văn minh công sở, văn hóa công vụ, siết chặt kỷ luật kỷ cương, chấp hành nghiêm luật phòng chống tác hại của rượu bia năm 2019, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024 và các quy định liên quan. Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thanh tra công vụ đối với tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức viên chức, người lao động trong việc thực hiện quy định về không uống rượu bia, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh sẽ có thẩm quyền quyết định cho phép miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình thực hiện giải quyết miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo tình hình kết quả thực hiện ưu đãi miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ về Ủy ban Nhân dân tỉnh định kỳ trước ngày 30 tháng 6 và 31 tháng 12 hàng năm. Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, huyện Văn Bàn đã thành lập các đoàn công tác tới thăm tặng quà các thương bệnh binh, các gia đình chính sách ở địa phương. Các đoàn đã tới thăm tặng quà 30 gia đình chính sách, người có công, mỗi suất quà trị giá 700.000 đồng. Tại các gia đình đến thăm, các đồng chí lãnh đạo huyện ân cần thăm hỏi đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công hiến, hy sinh của các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống là tấm gương sáng cho con cháu học tập làm theo, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Huyện Văn Bàn hiện có 425 người có công, thân nhân người có công hưởng trợ cấp hàng tháng. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, huyện luôn dành sự quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ này. Hội cựu chiến binh huyện Mường Khương hiện có 1.652 hội viên, trong đó có hơn 1.000 hộ cựu chiến binh khá và giàu. Có được kết quả đó, Hội cựu chiến binh huyện đã triển khai hiệu quả mô hình 5 hội viên khá hoặc giàu, giúp một hội viên nghèo thoát nghèo, đồng thời duy trì hiệu quả hoạt động của 53 tổ tiết kiệm vay vốn với tổng dư nợ trên 108 tỷ đồng cho 1.684 đợt hội viên vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Toàn huyện có 4 trang trại chăn nuôi vừa và nhỏ, hơn 100 cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ do hội viên cựu chiến binh làm chủ. Hiệu quả từ các mô hình này đã và đang góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Thưa quý vị, được thành lập tới năm 2020, mô hình tổ phụ nữ tham gia bảo vệ đường biên cột mốc thôn Bản Quẩn, xã Bản Việt, huyện Bảo Thắng đang phát huy hiệu quả tích cực. Từ mô hình này, không chỉ chị em mà người dân trong thôn cũng đã nâng cao nhận thức, chủ động tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững trật tự, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia. Phát dọn cỏ, giữ cho đường biên cột mốc phong quang sạch sẽ, tham gia các buổi tuần tra biên giới cùng lực lượng biên phòng, dân quân tự vệ. Những hoạt động được 25 thành viên mô hình phụ nữ tham gia tự quản bảo vệ đường biên mốc giới thôn Bản Quẩn duy trì thường xuyên. Cùng với đó, chị em còn tích cực tuyên truyền để nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật cho người dân trong thôn. Tổ chức những cái buổi họp mà chi hội và sau đó là chúng tôi cũng sẽ tuyên truyền và cũng có những cái hỗ trợ để cho các chị em yên tâm để tham gia được vào cái mô hình này, nó đảm bảo được cái an toàn, an ninh trật tự ở trong khu vực, kể cả là ở thôn và là ở trên toàn xã Bản Việt. Với sự vào cuộc tích cực của các tổ chức chính trị xã hội, đến nay xã Bản Việt đã thành lập và duy trì hiệu quả 3 mô hình phụ nữ tham gia tự quản bảo vệ đường biên mốc giới tại 3 thôn biên giới. 100% thôn bản trong xã có tổ tự quản về an ninh trật tự. Thông qua các mô hình đã huy động sức mạnh toàn dân cùng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. uy tín trong cái cộng đồng dân cư, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, thì họ cũng đóng vai trò rất quan trọng tuyên truyền cho nhân dân tham gia rộng rãi trong việc bảo vệ cái đường biên mốc giới với phương châm là mỗi người dân là một chiến sĩ. Thời gian qua, chính quyền địa phương và bộ đội biên phòng cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến chị em phụ nữ. Ngoài hỗ trợ về vốn tư liệu sản xuất, nhiều con em hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đã được đỡ đầu, nâng bước đến trường. Đều quan tâm sẻ chia, chị em tích cực phối hợp với lực lượng chức năng, cung cấp nhiều thông tin có giá trị, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Luôn đến từng nhà và tuyên truyền, giáo dục cho các con em của các hộ gia đình ở trong khu vực xã là cũng chấp hành tốt những cái pháp luật của nhà nước, là cái thứ nhất. Ở khu vực biên giới là không được vượt biên trái phép, không tham gia các cái hoạt động như vận chuyển chất cấm, chất nổ, chất cháy mà từ bên phía bên nước bạn chuyển về, thì nhân dân với lại các em các cháu ở trong này cũng chấp hành tốt. Mô hình phụ nữ tham gia tự quản bảo vệ đường biên mốc giới đã và đang tăng cường tình đoàn kết quân dân, góp phần giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới. Chuyển sang những thông tin thời sự trong nước. Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tỉnh Tuyên Quang đã trao hơn 16.300 suất quà trị giá hơn 6,8 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn toàn tỉnh. Đến thăm hỏi sức khỏe và tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang khẳng định Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh luôn ghi nhớ và biết ơn công lao của các thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Trong thời gian tới, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển quê hương đất nước. Hiện tỉnh Tuyên Quang đang thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng cho gần 7.000 người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng. Tính đến 17 giờ ngày 25 tháng 7, mưa to đã gây ra lũ quét, ngập úng, sạt lở đất đá tại các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La, làm 7 người chết và 3 người mất tích do bị lũ cuốn trôi, 5 người bị thương do sạt lở đất và đá lăn. Mưa lũ cũng đã gây thiệt hại tới gần 1.200 ngôi nhà, trong đó có 53 nhà phải di rời khẩn cấp, còn lại bị ngập dưới 1 mét, thiệt hại từ 30 đến 70%. Mưa lũ cũng đã gây nhiều thiệt hại về cơ sở hạ tầng, hệ thống điện. Để khắc phục, tỉnh Sơn La đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng tham gia tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương và hỗ trợ giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Nửa đầu năm nay, 5 sàn thương mại điện tử hàng đầu gồm Shopee, Lazada, Tiki, Sen Đỏ và TikTok Shop ghi nhận doanh số gần 144.000 tỷ đồng với hơn 1,5 triệu sản phẩm giao thành công tới tay khách hàng. Mức tăng trưởng này phản ánh sự phát triển bền vững của thị trường thương mại điện tử Việt Nam, đồng thời cho thấy khả năng tận dụng cơ hội của các doanh nghiệp khi dịch chuyển mua sắm từ offline sang online đang diễn ra mạnh mẽ. Trong các ngành hàng, làm đẹp, thời trang nữ và nhà cửa tiếp tục dẫn đầu với doanh số và sản lượng trên cả 5 sàn thương mại điện tử. Trong đó, phân khúc giá rẻ dưới 200.000 đồng vẫn duy trì sức hấp dẫn mạnh mẽ, với thị phần tăng thêm 3% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin thời sự quốc tế. Ngày 25 tháng 7, Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin đã trang trọng tổ chức lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán do Đại sứ Vũ Quang Minh dẫn đầu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngay sau lễ mở sổ tang, nhiều phái đoàn ngoại giao các nước như Campuchia, Nga, Singapore, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Philippines, Algeria, Myanmar, đại diện Bộ Ngoại giao Đức và Văn phòng Tổng thống Liên bang, đại diện Sứ thần Vatican đã đến viếng và ghi sổ tang tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đông đảo các hội đoàn của người Việt Nam tại Đức, một số doanh nghiệp Việt Nam và nhiều gia đình kiều bào đã đến dâng hương thành kính thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngày 25 tháng 7, Bộ Thương mại Trung Quốc bày tỏ lo ngại về các biện pháp bảo hộ mà Liên minh châu Âu EU đã lên kế hoạch áp dụng đối với ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học, đồng thời cảnh báo rằng các biện pháp như vậy sẽ phản tác dụng. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh, việc EU áp thuế đối với nhiên liệu sinh học của Trung Quốc sẽ chỉ làm tăng chi phí sản phẩm, làm suy yếu lợi ích của các ngành công nghiệp và người tiêu dùng EU, đồng thời cản trở các nỗ lực chuyển đổi xanh của EU cũng như hợp tác kinh tế và thương mại Trung Quốc-EU. Phát biểu trên được đưa ra sau khi Ủy ban Nhiên liệu Sinh học của EU ngày 19 tháng 7 cho biết, Ủy ban châu Âu EC sẽ áp dụng thuế chống bán phá giá từ 12,8% đến 36,4% đối với nhiên liệu sinh học nhập khẩu từ Trung Quốc, tạm thời trong vòng 4 tuần tới. Ngày 25 tháng 7, sân bay quốc tế Frankfurt ở Đức đã hoạt động trở lại sau khi phải tạm dừng các chuyến bay vào sáng cùng ngày do một số nhà hoạt động vì khí hậu đã chặn đường băng để biểu tình cản trở hoạt động của các chuyến bay. Thông báo cho hay, các chuyến bay đã có thể cất cánh và hạ cánh trở lại tại sân bay Frankfurt, nhưng hành khách vẫn cần kiểm tra tình trạng chuyến bay trước khi tới sân bay. Trước đó cùng ngày, lãnh đạo sân bay Frankfurt đã quyết định tạm dừng các chuyến bay sau khi phát hiện 6 nhà hoạt động bảo vệ khí hậu vượt qua hàng rào an ninh để vào đường băng, dơ biểu ngữ yêu cầu chính phủ Đức tuân thủ thỏa thuận toàn cầu về loại bỏ dầu khí và than đá vào năm 2030. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.